Thưa quý vị khán giả, trong bản tin lần trước, chúng tôi đã đưa tin việc hàng trăm mảnh đinh sắt nhọn lại xuất hiện trên cầu vượt tỉnh Lộ 10, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, gây nhức nhối trong dư luận những ngày qua. Liên quan đến việc này, công an phường Tân Tạo quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng đến nhiều tiệm sửa xe dọc tuyến quốc lộ 1 tuyên truyền vận động không trải đinh và vật sắt nhọn gây nguy hiểm cho người đi đường. Công an đến từng tiệm sửa xe để vận động không trải đinh, vật sắt nhọn gây nguy hiểm cho người đi đường. Đa số các chủ tiệm sửa xe cho biết đều chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Một số chủ tiệm sửa xe khẳng định đã làm nghề trong khu vực nhiều năm, chưa hề mang tiếng gì. Ngoài việc đi đến từng tiệm sửa xe để vận động, nhắc nhở, cơ quan chức năng còn treo băng rôn dọc theo quốc lộ 1, đi kèm số điện thoại đường dây nóng để người dân có thể phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng khi phát hiện trái đình. Từ đầu tháng 1 năm 2022 đến nay, đội dịch vụ công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Idico đã 6 lần hút đinh trên quốc lộ 1. Tình trạng rải đinh tập trung nhiều tại cầu dược tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo. Đến thời điểm này, số đinh công nhân đã thu được là hơn 5 kg. Đến điểm, có ngày công nhân thu hơn 1 kg đinh hình thoi trong 20 phút trên đoạn đường chỉ 100 mét.